hậu phương. Tôi xin kính chào quý khán thính giả của Đài Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ xách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cụ quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm buồn vui thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến. Xin email về tienghachauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương giới thiệu đến quý vị một chiến sĩ rất là can trường. Anh đã từng xông pha rất nhiều trận đánh ở các mặt trận thật là khốc liệt. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị Đại úy Mũ Nâu Hồ Công Bình. Dạ mời. Mũ Nâu Hồ Công Bình xin kính chào các niên trưởng, nguyên trưởng và khán giả của Đài Hồng Việt TV. Dạ, mời anh. Dạ. Chào Thanh Lan. Chào Trang Thanh Lan và chào Phương dạ, Quế. Trang Thanh Lan, Phương Quế cũng như Nghĩa Sử rất hân hạnh đón tiếp anh Bình tại phòng thâu băng thâu âm bữa nay. Thì thưa anh, với một cái bộ đồ bông mà một cái nón biệt động quân như vậy thì thấy anh rất là oai, mà thấy những cái oai nhất là những cái huy chương trên áo dạ. Anh á, và quá cái, nhiều luôn. Đầu tiên thấy anh chào là em thấy thấy hết hồn, hùng dũng rồi, thấy hùng dũng rồi, thấy oai hùng rồi, thấy oai quá chừng, oai quá, đúng là biệt động quân sát. Dạ. Biệt động quân sát. Dạ. Anh còn nhớ cái bài biệt động quân sát không thưa anh? không có bài biệt động bài hành khúc, biệt động quân hành khúc thôi. Biệt động quân hành khúc. Em nhớ hồi nhỏ em nghe biệt động quân sát. Biệt động quân sát không, phải không anh? Trong cái bài biệt động quân hành khúc phải không anh? Dạ. Bài đó là ta biệt động quân danh lừng bốn phương đó không? Anh còn nhớ không anh? Cũng nhớ chứ. Tháo một đoạn được không anh? Bây giờ mình ta chào các anh chiến sĩ biệt động quân đi. Rèn chí. Xin đúng rồi bây giờ. Mạc xin nhau. Ta biệt đồng quân hùng chèn chi trai, khi phách thiên ngàn diệt thù xây tương lai, vì dòng áo sắc tô sắc công, biệt đồng quân nước dân mong chờ. Ta biệt đồng quân thanh đường bốn phương, đem máu xương ta bảo vệ cho quê hương, vì niềm riêng quốc dân biệt đồng quân sắc, biệt đồng quân sắc, biệt đồng quân sắc. Wow. Đó màn thấy ngon lành ha. Bài này là em nghĩ là các anh chiến sĩ biệt động quân cũng ấm lòng khi nghe lại cái bài biệt động quân hành khúc này phải không thưa các nghe anh? Nghe là cái là wow. Thấy là tinh thần dâng cao, nhớ lại những cái thời trai trẻ mình còn đi đánh giặc anh hả? Xong nghe thì cũng nghe xúc động, em nghe anh hát cái bài đó em xúc động ghê luôn á. Nhớ tới cái một hồi nhỏ mình ngày nào mình cũng nghe những bài hành khúc nó ăn sâu trong lòng chúng em rồi thưa anh. Dạ. Em thấy anh có rất là nhiều huân chương thì anh có thể cho khán giả biết là anh vào lính từ khi nào thưa anh? Thưa Trang Thanh Lan với là Phương Hồng Quế. Tôi năm 18 tuổi tôi đã tình nguyện vào quân đội. Sau khi tôi đậu phần 2 rồi đó có một vài vấn đề rồi tôi đi vào trong quân đội. Và khi đã vào quân đội xong tôi là nhập ngũ khóa 24 sĩ quan trừ bị Thủ Đức năm 1966. Và ra trường thì trường bộ binh Thủ Đức là trường mà để mà cung cấp tất cả các trung đội trưởng cho chiến trường.
Thì ra trường xong là với cái lon chủng quý của tôi thì đã đảm trách cái trung đội trưởng đó, và tôi đã hành quân ở bên Cần Giuộc là năm Mậu Thân năm 1968, sau khi mà cộng quân đã mở đợt tổng công kích Mậu Thân, đợt 1 và đợt 2, thì đơn vị của tôi từ Cần Giuộc rút về để đẩy lui Việt Cộng ở tại Sài Gòn và Chợ Lớn. Tức là anh vừa ra trường là anh đã tham gia mặt trận. Dạ, 6 tháng tôi đã đi hành quân ở Cần Giuộc đó cô. Rồi 6 tháng sau thì tôi mới về về giải tỏa Sài Gòn và Chợ Lớn năm Mậu Thân. Dạ, thì lúc đó là chắc anh còn thiếu úy cấp bậc. Dạ không, lúc đó tôi vẫn còn cấp bậc là chuẩn úy, tại vì mới ra trường là chuẩn úy thôi. Dạ. Nghe không? Rồi 18 tháng. Tức là anh mới ra trường là anh đã đánh cái trận Cần Giuộc. Đã đánh trận Mậu Thân. Dạ. Hành quân ở Cần Giuộc, ven đô ở Sài Gòn. Ồ dạ. Đó, từ Cần Giuộc đó là tôi mới bắt đầu, khi mà trận Mậu Thân mà xảy ra thì đơn vị tôi mới được lệnh trở về Sài Gòn, Chợ Lớn để giải coi như đánh bật cộng sản đi ra khỏi cái khu vực Sài Gòn Chợ Lớn. Và do đó tôi đã được cái tặng thưởng một cái huy chương, cả một cái chiến thương bội tinh và một cái huy chương anh dũng bội tinh. Anh có thể kể không, nhưng mà xin lỗi quý, cái trận đó là anh bị thương liền hay sao? Dạ cô, đúng là tôi bị thương trong cái trận mà gọi là tổng công kích đợt 2 của Mậu Thân. Là sau khi mà tôi đơn vị của tôi từ Cần Giuộc mà đổ về á, đi qua khỏi cầu cầu Ông Thình đó, qua khỏi cầu cầu Nhị Thiên Đường, và tôi rẽ vào quận 8 đó. Tại vì em rành là rẽ em qua quận là rẽ qua quận 8, thì khi mà đơn vị của tôi, cái đại đội 3 của tiểu đoàn 38 của tôi đó đi á, thì một anh sĩ quan trung đội trưởng đó là cùng khóa với tôi, khóa 24, anh ta đi chiếc xe GMC đầu tiên và tôi đi cái xe GMC thứ hai, và đến bộ chỉ huy đại đội 3 của tiểu đoàn 38 về động quân. Thì do cái tình hình mà tình báo, do tình hình địch không được thông báo kịp thời, do đó địch đã nằm ở ngay tại ngã ba đường Âu Dương Lân rồi. Năm tôi còn vẫn còn nhớ cái hình ảnh đó cho đến bây giờ, khi nói đến tôi vẫn còn nhớ lại ngay cái ngã ba đường Âu Dương Lân đó, cái tiệm thuốc tây ngay đầu tiên ở đó, và họ đã đặt B-40 ở đó, và họ đã bắn ngay cái chiếc GMC đầu tiên, và người bạn của tôi, ông ta ngồi ở trên cái cabin của GMC đó, ông ta thiệt mạng, và xe và chiếc GMC đó đã bốc cháy, lính một số và họ Việt Cộng đã bắn tràn vào cái chiếc GMC đó. Thì một số lính thoát nhảy xuống, tôi đi ở đằng sau, khi nhìn thấy cái chuyện đó là đã dừng lại ngay tức thì và nhảy ra khỏi GMC và bố trí dọc theo cái bờ hai bên bờ, một cái bên bờ sông và bên này. Và sau đó thì đã nhận lệnh được của tiểu đoàn để tiếp tục, nghĩa là tụi tôi phải đánh làm sao đánh bật ra khỏi cái đó để đi lên tới cầu chữ Y. Và từ đó, sau khi mà phải qua một cái thời gian dài là lúc đó không có ểm trợ, lúc đó tàu nó đang chạy dưới sông và họ cũng không thể nào ểm trợ được, biết đâu tụi tôi ở dưới này, nghĩa là tụi tôi phải len lỏi cặp theo dưới bờ sông, dãy nhà bờ sông và đánh bằng lựu đạn với họ. Tụi tôi mới đẩy ra được cái toán của Việt Cộng nằm ở đó, lên tiếp xúc với được cái tiểu đoàn 10 công vụ nằm ở ngay cầu chữ Y. Và từ đó rồi tụi tôi mới bắt đầu đi vào Chợ Lớn. Đi vào Chợ Lớn xong thì nó phải nói rằng nó phải là nhiều ngày, tụi tôi phải giải tỏa từng cái cụm một, từng cụm một. Thì khi cái đường từ đường tổng đốc Phương đó, là khi mà nhà thì coi như Việt Cộng nó đã chiếm rồi đó, thì khi mà bắt tụi tôi vào đó, vào từng cái khu nhà như vậy là tụi tôi phải đục tường. Giờ cái tường đó thì tụi tôi phải đánh bật đó, làm sao tạo ra một cái lỗ hổng tường, và lựu đạn tụi tôi phải quăng vào hai trái hoặc là ba trái, nổ xong vừa mới nổ, tiếng nổ lựu đạn vừa xong là tụi tôi phải lăn qua liền. Và còn đó là những cái toán tụi tôi nằm dưới, còn những cái toán mà nằm ở phía trên đó, leo tầng lầu trên đó, là bắt đầu nhào xuống dưới. Thì lúc đó từng bước là tụi tôi cứ cái nhà nó liên tiếp với nhau mà, và tụi tôi phải hành động như thế để mà tiếp tục đẩy lui họ ra khỏi, giạt cho họ đi cho đến gần tới chợ Bình Tây là như vậy. Rồi sau đó thì tụi tôi lại chuyển qua bên cái chỗ mà đường cầu đôi Phú Lâm. Thì bắt đầu từ cầu đôi Phú Lâm, chỗ mà văn phòng của bác sĩ Tính, mà Dầu Khuynh Diệm, bác sĩ Tính á. Tôi còn nhớ mà, là tôi xuống ngay ở chỗ Mạc Đình Chi, đổ quân xuống ở Mạc Đình Chi xong xuôi rồi.
thì tôi mới bắt đầu đi vào. Bắt đầu đi vào dầu quân gì bác sĩ tính tôi đi cặp theo cái bờ rạch nhỏ của cái chỗ mà cầu đôi Phú Lâm đó. Lúc đó nó có cái con rạch nhỏ đó. Bà Hôm kế đó bên... không anh? Không phải bà Hôm. Cầu đôi Phú Lâm là cái chỗ mà ngay đường Phú Lâm đó. Yeah. Ngay Phú Lâm mà đi ra chỗ đó là mũi, nó gọi là mũi tàu Phú Lâm. Mũi tàu Phú Lâm nó, nhưng mà nó ở trên này. Yeah. Còn ở trên này là trường trung học Mạc Đĩnh Chi, nó nằm đây. Mũi tàu Chi. Phú Lâm nó còn ở phía dưới nữa. Em biết, nhớ này. Từ đó đó tôi mới đi bọc đi vô trong cái hãng dầu quận Diệp bác sĩ tính ấy. Thì lúc đó tôi mới gặp một cái nhà dân và có một cái người ta mới chỉ cho tôi, cái cô đó mới cho tôi biết rằng là tôi mới hỏi cô là sao còn ở đây. Thì cộng sản nó đang ở phía sau, cô nói là giặc cộng sản nó chưa tới mà thôi. Thấy không? Thì lúc đó tôi phải nói chuyện với cô một chút xíu rồi chắc rồi xong rồi là tôi mới đi vào. Ở trong lúc mà đánh trận nguy hiểm, thấy anh cười nữa, biết một cái cô mà cười không, tại vì cô là chủ nhà cơ mà. Yeah. Mà cô ngồi có cái song sắt đó, ta cũng nhìn, cô nhìn ra khi thấy cô, tụi tôi đổ bộ xuống, tụi tôi đi vào. Mà khi mà tụi tôi đổ bộ ra là biết là địch quân là có thể là nó đã nằm phía sau rồi. Mà khi tôi đổ bộ lên á thì mình cũng cái thứ nhất là tin tưởng là nó không bắn ra, là mình nghĩ rằng nó còn nằm ở bên trong chứ không phải là nằm ở bên ngoài. Nằm ở bên ngoài thì khi mà bắt đầu tôi nói như vậy nhưng mà lúc đó tôi có lệnh là phải đi vào. Thì cái tiểu đội đầu của tôi đi vào cặp với bên vào xong xuôi thì tôi nói chuyện với cô tôi phải dừng ngay rồi. Tôi phải đi vào. Thì lúc mà tôi vào để điều động đó thì những cái tiếng lúc đó bắt súng AK của họ mới bắn tôi, thì họ lúc đó đã xài những cái vũ khí tối tân rồi. Mà trong lúc là tụi tôi là carbine M1, carbine M2 với garand, với là trung liên 3, chứ tụi tôi lúc đó chưa có M18 với là M16 với AR15 nữa. Thì rồi khi tôi vô trong đó tôi điều đạo động tiểu đội thì vừa mới nhào lên tí thì tôi đã nghe một tiếng bùm một cái và tôi đã bị, coi như là tôi đã bị rang hết cả ngực và tôi gục rồi. Là mặt tôi với là đầu của tôi là chảy máu rồi. Lúc đó là tôi hoa mắt là không có điều động được nữa. Hoa mắt không nói. Thì lúc đó tôi cũng mẫn tay, tôi vẫn nghe cái người hiệu thính viên kêu báo cáo là coi như là Bắc Bình đã bị kiến cắn rồi. Rồi ông trung đội phó của tôi, ông trung sĩ nhất trung đội phó của tôi thì ông mới lên ông điều động nó như vậy và kêu ra tản thương. Lúc đó tôi phải đi ra, tôi phải rời trận địa. Đó là tôi bị thương ngay đầu tiên ở cái mới ra trường. Nhưng mà bị vết thương ngay đâu anh? Ngay đầu. Dạ, vết thương em mặt với đầu, với tôi bị ngực nữa. Đó là nó bị cái, tại vì cái sức dội của cái B41 đó, B40 nó nổ, nó rang hết cả cái lồng ngực của tôi, coi như nó khó thở, giống như tôi bị nghẹt thở, nó tức cái sức dội đó là như vậy. Như vậy là anh nằm điều dưỡng như vậy bao lâu anh? Dạ, tôi nằm điều dưỡng tại vì cái trận đó tôi, nhưng mà khi họ đem tôi về cái trường đua, coi như trường đua Phú Thọ, lúc đó bộ chỉ huy liên đoàn tôi đó, cái bệnh xá đó đó. Tại vì tôi lúc đó thì coi như đem mình không có bị thương nặng lắm. Hay đưa về thì tôi nằm độ khoảng một tuần mấy thôi. Tại vì sĩ quan nó đang thiếu sĩ quan lắm. Tôi phải trở lại đơn vị để tiếp tục cái cuộc mà tạo thành để đẩy lui Việt Cộng đi ra khỏi thủ đô Sài Gòn ở Chợ Lớn. Bị thương nặng như vậy mà có một tuần lễ anh xuất viện không, thì tại vì nó bị không? Nhưng mà lúc đó mình về, lúc đó chích thuốc và thế này thế kia là mình tỉnh lại lần mình bị cái sức ép để khó ép thở thôi. Chứ cái vết thương bị thì những nhẹ. Cái vết thương trên này là nhẹ thôi, cái miễn nó nhẹ thôi. Thì bao giờ anh mới trở lại đơn vị? Tôi trở lại đơn vị đâu khoảng 12 sau tôi lại trở lại đơn vị để tiếp tục đánh. Tại vì coi như là sĩ quan đang thiếu nữa, đang cần những sĩ quan, tôi phải trở lại và vẫn đảm trách là trung đội trưởng. Mà cô nên biết rằng á, trong quân đội cái mà khổ cực nhất là ông trung đội trưởng, ông chủng úy trung đội trưởng. Tại vì ông ra trường như tôi, ngày đầu tiên tôi ra trường, thực sự trong họ nói tôi là ra trường tôi phải chỉ huy 37 người, nhưng mà đi ra lúc đó đơn vị tôi chỉ có 10 mấy người thôi. Mà cả tôi khi mà nằm trên một cái tuyến để mà phục kích thì tôi cũng giống như một người lính vậy thôi. Mà nằm coi như là nằm dọc ở trên cái bờ mẫu, bờ ruộng đó như vậy. Rồi coi như nếu mà có gặp tiểu Việt Cộng chẳng hạn á, thì anh em đá nhau cho biết để rồi mà xử trí với họ. Thì đó, mà người trung đội trưởng là người tiếp xúc với lính, sống với lính, ở gần lính và hiểm nguy giống như một người lính. Do đó mà tụi tôi sống với lính
tôi sống với lính nó đến cả 9 năm trời nó ở đó. Yeah. Thì những cái gì của lính là tôi đã hiểu họ rất yeah. là nhiều như vậy. Nhưng mà thường xuyên thì anh đóng quân ở đâu nhiều nhất thế anh? Tôi đóng quân, nói là đóng quân nhiều nhất ở đâu, nói thiệt tôi là đơn vị tổng trừ bị. Yeah. Đơn vị tôi cũng đi nhiều nơi, chỗ nào đi... mà những cái chỗ nào mà mặt trận mà nó gọi là nặng và cần tôi đến, cũng giống như nhảy dù và tiểu khu lục chiến vậy thôi. Yeah. À, tôi hồi đó tôi được ở hai cái đơn vị, một cái đơn vị liên đoàn 5 biệt động quân là đơn vị tổng trừ bị, và sau yeah. này liên đoàn 4 biệt động quân tôi cũng yeah. là đơn vị tổng trừ bị. Yeah. Tại vì lúc đó dù và tiểu khu lục chiến nó bị kẹt ở ngoài Quảng Trị hết rồi. Yeah. Mới đưa tụi tôi phải đôn những cái đơn vị tôi lên yeah. để thay thế dù, để đảm trách đi nhiều nơi. Còn hậu cứ tụi tôi thì ở, lúc thì ở, rồi sau này Mỹ nó bàn giao lại cái căn cứ Long Bình. Yeah. Thì tụi tôi mới đi vào nằm trong cái tổng kho Long Bình, cũ căn cứ Long Bình. Ồ, hậu cứ anh ở Long Bình. Cái gọi là hậu cứ thôi, chỗ biểu nó đóng quân thì đóng quân. Chỗ nào, yeah. chỗ nào cũng là dấu dài tụi tôi cũng in hết. Yeah. Nếu mà cái bài hát mà của mà chú ta bảo mà Charlie, thí dụ yeah. này, Greg Noon, dấu yeah. chân của tôi đã nằm yeah. ở trên đó. Nhiều biết bao nhiêu là kỷ niệm anh kỷ niệm của tôi. Yeah. Như Đầm Ve, tôi đã vào Đầm Ve và tôi đã tưởng tôi chết ở ngay Đầm Ve rồi. Giờ đây yeah. phải là như vậy. Đó là những cái huy chương của tôi mà tôi được ở Campuchia, được ở đây và ở nhiều mặt trận. Tất cả bao nhiêu cái huy chương thưa anh? Dạ tôi cũng 10 cái huy chương. 10 huy chương? 10 huy chương. Wow. Đó là anh Dũng Bùi Tinh mà tôi bị thương đó 4 lần. 4 lần bị thương hả thưa anh? 4 lần bị thương và tôi bị thương một lần đó, cái lần đó nhẹ thôi. Còn lần thứ hai nữa là tôi bị thương là ở Cần Giuộc đó, là khi tôi hành quân. Tàu tôi đi với gian đoàn 30 xung phong, là sau khi tôi đi vào đó, thì tôi bắt đầu hô xung phong lên đó, thì lúc đó Việt Cộng nó ở dưới hầm. Mà tôi đang ở sình mà như thế này tôi chạy đi đó. Rồi hai người lính truyền tôi, một lính truyền tin chạy theo tôi đó, thì bắn cốc. Như vậy là tôi, lính của tôi nó bị thương, tôi cũng bị thương luôn. Tại vì nó dòm bắn ở dưới hầm bắn mà. Tôi lật, nhào xuống dưới đó. Tôi lật nhào xuống, không báo cáo rằng tôi là bị, coi như là bị thương. Lúc đó cái đơn vị tôi bị thương, thì tôi lúc mà tôi té ra lật nhào tôi không đi được nữa. Lúc đó là tôi mới biết rằng là họ dưới hầm họ bắn một cái viên đạn xuyên từ giày của tôi từ đây ra đây. Xuyên từ giày đây ra đây rồi sống xuống mới đưa xuống nhờ cái viên đoàn 30 xung phong của ông thứ 8 Hồ Văn Minh đó. Yeah. Rồi sống xuống mới trực thăng mới đưa tôi về Tổng Y viện Cộng Hòa. Vô biết á. Tôi kể như thế này để thấy như thế này. Không, chú cái em điều thứ nhất á, hậu vệ rất là thích nghe. Dạ. Khi tôi bị thương đó như vậy thì coi như là sình lầy trong người của tôi đầy hết mà. Đôi giày của tôi họ mới cắt cái đôi giày của tôi đi ra. Mà cô nhớ đôi giày của tôi như thế này, nó có miếng thép ở dưới trong này. Ủa, có miếng thép còn xuyên. Miếng thép nó nằm giữa đây này, để khi mà tụi tôi đạp vào trong vào mìn thì nó có miếng thép này chịu cho tôi. Mà viên đạn họ bắn tôi từ viên này xuyên qua đây đi qua miếng thép luôn. Qua miếng thép luôn. Như vậy là nó quá gần đó, nó như yeah. Thì trong lúc đó thì coi như trung đội tôi đã chiếm xong được cái mục tiêu đó rồi, thì lúc đó mới tản thương tôi đi. Khi đưa tôi về đi Cộng Hòa rồi, có biết cắt đó rồi đó, thì họ cột tay tôi, cột hai tay tôi và cột hai chân tôi lại. Rồi cái compress, có biết compress chứ gì hả? Biết. Cái compress đó, và họ mới thọc cái miếng compress vào trong cái kẽ chân của tôi như thế này vào đây. Sợ. Và họ đổ alcohol vào. Họ kéo như thế này, mấy cô kéo tôi như thế này. Thì lúc đó tôi la quá. Có thuốc tê không anh? Không có không thuốc tê cái gì cả. Tại vì sình lầy nó đã nằm ở trong này rồi. Thì khi họ kéo như vậy á, với lại alcohol nó để tất cả cái sình và máu nó đi ra hết. Thì lúc đó mới tôi mới không sạch, nó không nhiễm trùng. Rồi sau đó họ đưa tôi vào cái phòng ngoại thương dành riêng cho sĩ quan. Mỗi độ khoảng cứ sáng tôi thấy cô y tá tới là tôi muốn xón đái ở trong quần rồi. Tại vì cứ thay một cái nhét vô ở trong đó là tôi đã thấy bị nhét compress. Giờ nhớ tới còn còn nhưng mà có ảnh hưởng gì tới cái xương chân không thưa anh? Tôi rất là nhiều cái kỷ niệm đó rồi, bị thương cái kỷ niệm đó của mình nó đau đớn lắm, nói thấy không? Rồi có nhiều cái mà rồi chút nữa có thể là nó có thì giờ, nhưng mà sau đó có ảnh hưởng tới cái xương của chân anh không? Xương bằng chân nó khổ một cái như thế này, nó đi qua xuyên kẽ như thế này, nó đi ra đây,
thịt, nó phần không thịt. Đụng hợp động phần vào thịt. Xương yeah. Nếu mà nó đã mày xương thì quá. tôi đã rời khỏi chiến trường rồi, đã được yeah. phân loại để yeah. mà làm hả? Việc nhẹ yeah. rồi. Thì bởi vì cái số của mình vẫn còn tiếp đấu. Tục để mà yeah. chiến đấu cầm xuống yeah. để chiến đấu. Đúng rồi, cuộc đời đó là rõ ràng của tôi còn đó là như vậy. Thưa anh, em với Quế cũng thắc mắc là lúc đó là anh là chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, đại úy, nhưng mà thời gian mà anh mới ra trường anh còn quá đẹp trai luôn. Tới bây giờ vẫn thấy nhan sắc kia vẫn còn đẹp quá luôn. Nhưng Dung mà em ấy bây giờ em, cũng còn ngon lành. Em thấy quá. Trong cái email anh gửi cho tụi em là hình anh rồi trẻ quá trời đẹp luôn. Nhưng mà cái mối tình đầu của anh là ở đâu thưa anh? Nói tôi mối tình đầu lúc mà tôi đi phải đi nhập ngũ á yeah. thì nó chưa có mối tình, nó cũng không phải là cái cô xí soạn nào đá mình để à. Mình đi vô lính cả. Không? Có nhiều người vô lính là tị bị mình... bồ đá phải không anh? Nhưng mà có nhiều lính là bị bồ đá. Em thấy anh hát cái bài Biết Kinh Kỳ nhưng mà anh không phải bị bồ đá phải không? Không, nhưng mà nãy anh hát bài tập bài. Nhưng mà nó có một cái này nè. Khi mà tôi đi đậu phần 2 rồi đó là để tiếp tục đi vào đại học đó, rồi xong xuôi đó là tôi đi làm ở Sài Gòn Thủy Cục. Rồi ông trưởng phòng đó, ông trưởng phòng thì ông cũng lớn tuổi rồi. Thì tôi lúc đó mình vô thì họ để cho mình là nhận công văn, nhận thơ thôi. Nó gọi là receptionist cho nó nhận như vậy thôi. Thì tôi lúc đó tôi còn nhỏ quá đó. Rồi mấy chị thì có chồng lớn rồi, mấy chị là đã tự viên mà, kế toán là đã tự viên mà chị cứ đi ra cứ lại cứ nói cứ chuyện và trò chuyện với nhau rồi ủ ê. Mấy chị mà mình á, mà mình còn nhỏ mà, mấy chị cứ rủ ra rồi ông trưởng phòng ông thấy cứ sao lãng công việc, ông ghét. Ông ghét sao đổng giao cho tôi một cái nhiệm vụ nữa, ông thấy nó cho này nó khỏi nữa, giao tôi bắt tôi là vừa bên nhận công văn và phải lưu trữ công văn để mà xếp tất cả mọi công văn lại. Tôi thấy ông trưởng phòng này mà lúc đó mình tánh mình bực mà ghét, nộp đơn xin đi lính luôn. Mà tôi đi lính rất là suôn sẻ, mà có thể cái lúc đó nó đang cần mà cái lệnh động viên nó đang gọi. Thì bởi vì cái tôi nộp mà gia đình không hay, mà đến khi mà cái giấy nó về thì lúc đó gia đình mới biết. Thì lúc đó chỉ chào vẫy tay rồi vào gia đình trường, con trường là vào trung tâm 3 ha. Và tôi vào đầu tiên là trung tâm 3 nhập ngũ đó. Nhập ngũ, dạ. Nhập ngũ xong đó họ mới chuyển mình về trường bộ binh Thủ Đức. Dạ. Như vậy. Xong rồi trong những cái kỷ niệm mà anh bắt đầu đi vào lính. Dạ. Khi anh đi vào lính á thì anh lưu luyến kinh thành. Em thấy là anh có anh nãy anh em thấy anh có tập một cái bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ là Biệt Kinh Kỳ, thì bây giờ em mời anh hát tặng anh phải cho các chiến hữu của anh phải cho chúng em với là quý khán giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa biết cái lý do gì anh chọn cái bài đó thì anh. Dạ, thưa Trang Thanh Lam với là Phương Hồng Quế, như thế này, cuộc đời của mỗi một con người nó đều có những cái cuốn phim đời của mình. Cũng giống như tôi là có cái cuốn phim đời của mình từ khi mình bước chân vào lính, và cuộc đời của tôi coi như là đã dâng hiến cả cuộc đời của tôi trong quân đội. Từ năm tôi 18 tuổi như vậy cho đến tôi ở 9 năm ở trong quân đội, và cả gần 12 năm tù ở trong cộng sản, coi như nó đã hết rồi. Thì mỗi một cái chặng đường đó nó như vậy á. Ví dụ cái chặng đường của tôi đi á, thì bây giờ là Biệt Kinh Kỳ, là mình bước chân vào lính, mà khi mình bước chân vào lính đó mình mới thấy rằng cái xã hội, cái thực sự là cái tình yêu nước với là cái tình thương của những cái con người mà đối với cái đất nước của mình nó như thế nào thôi. Rồi bạn bè của mình ở đó nói thiệt là mấy chị hay mà thấy tôi đi lính, mấy chị cũng nói thôi em đi cho nó khỏe nha, lúc đó cũng đâu có việc phải nói, rồi cũng lưu luyến mấy chị nhiều hơn. Rồi cho đến khi tôi đi rồi tôi về nó cũng vậy. Tôi đâu mấy chị chứ chưa có mấy em anh. Chỉ có mấy chị thôi, chưa có em. Ta lo lại khai thác lắm. Thôi bây giờ em mời anh. Em mời anh đứng lên hát được. Để thay đổi không khí, anh hát bài hát cho để thay đổi không khí cho nó phấn hào hứng lên. Bây giờ là khán thính giả Đài Hùng Việt TV cùng các chiến hữu. Các chiến hữu thì chắc cũng đã thấy tôi khà rồi chứ có lại một số. Bây giờ tôi xin được trình bày cái nhạc phẩm Biệt Kinh Kỳ, mà cái nhạc phẩm này đã đánh dấu cái cuộc đời đầu tiên của mình khi bước vào quân ngũ. Bạn ơi, xin cảm chuyện đi vô.
thành đô lỡ lén chặn bước chân tôi trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong hồn tôi giờ đôi hỏi đến tên tôi bạn ơi ai nói quan chiến đi rồi người thư sinh ấy đã xếp một nghiền ra từ trường yêu với bao nhiêu nhớ phút lên đường đưa tiến chân tôi thương lên khóe mắt mẹ nhắn đổi lời diệt tổ lập công cho xứng tài trai sắc hơn ghi lòng chờ phai ai đi chinh chiến xây đắp tương lai đi chinh chiến để nước miền vui lời mẹ yên thương nguyện gạt trong tim bao giờ vẫn quên bạn ơi khi nào ai hỏi đến tên tôi đời tôi nung binh có tôi đi trở về thành đô nắm tay ta mừng vui người đi chiều ấy áo nhuộm bụi đường chiều Quân giọng dạ, tốt giọng hay quá. Nhưng mà lúc mà anh hát em thấy trong đôi mắt anh em thấy một cái kỷ niệm nào đó hiện về trong không trong mình anh hát bằng hết cái cảm xúc của anh cho nên em cũng xúc động theo cái bài hát của anh. Em thấy anh có cảm xúc trong cái bài này rất là xúc động theo bài hát của anh. Chắc là anh nhớ cái thời trai trẻ bắt đầu vào lính, cho nên là anh mang cảm cái tâm trạng của người lính lên đường xa biệt kinh kỳ. Cho nên khi mà cái người nghe đó như em đó, em biết là anh đang feeling về những cái kỷ niệm xưa rất là nhiều. Thưa anh, có một cái lời chia sẻ của một vị khán thính giả gọi vào, em xin phép anh. À, dạ, sau đây là chia sẻ của chị Hường ở Maryland. Xin hỏi ông đại úy, có biết đại úy đại đội trưởng Huỳnh Công Hiến còn sống hay đã mất? Xin hỏi mọi người trong đài có biết tung tích gì về ông Hiến này hay không? Huỳnh Công Hiến anh. À, tôi cũng có một người quen cũng là tên Hiến nhưng mà không phải là Huỳnh Công Hiến. Nhưng mà nếu cô muốn biết cái chuyện đó đó thì tôi sẽ ghi nhận cái chuyện đó và tôi sẽ hỏi lại bên Tổng hội Biệt Động Quân và tôi đưa sẽ lên group Biệt Động Quân để mà những ai mà còn biết sẽ cho cô biết sao. Anh có thể cho biết số điện thoại của anh được hay không anh? Có thể số điện thoại của tôi cũng được chứ. Dạ anh đọc cái số điện thoại của anh để chị hỏi thăm. Dạ. 4 7 8 8 9 6 4. 6 2 6 4 7 8 8 9 6 4. Dạ. Chị có thể gọi điện thoại sau cái giờ của show để liên lạc với anh nói rõ hơn đó. Thì anh có thể tìm được ở trong hội Biệt Động Quân dùm cho chị. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ vâng. Xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, tiếng Hậu Phương cũng vừa nhận được thư của anh Hoa Văn, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ Richmond, tiểu bang Virginia. Trong chương trình Tiếng Hát Hậu Phương phỏng vấn Hải quân Nguyễn Thiện Lý vào ngày 7 tháng 6 2016, thì Phương Quế và Trang Thanh Lan cũng như anh nhạc sĩ Lý đã cùng hát bài Yêu Mãi Cờ Vàng do chính anh Nguyễn Thiện Lý phổ nhạc, nhưng đã sơ sót không giới thiệu anh Hoa Văn. Anh Hoa Văn chính là người sáng tác bài thơ Yêu Mãi Cờ Vàng, do đó anh Thiện Lý đã phổ nhạc bài này. Tiếng Hát Hậu Phương xin nhận lỗi với anh Hoa Văn và chân thành cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình. Và Phương Quế, Trang Thanh Lan cũng thân chúc anh và gia đình thật nhiều bình an, mạnh khỏe để tiếp tục sáng tác thêm nhiều bài thơ hay và có ý nghĩa nữa. Một lần nữa chân thành cáo lỗi cùng anh Hoa Văn. Dạ, cũng như cảm ơn anh đã cái sáng tác cái bài thơ đó quá hay, thưa anh. Em hy vọng là chúng em sẽ gặp sẽ được anh gửi những bài thơ cũng như một kiểu như ca ngợi màu cờ của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Cảm ơn anh rất là nhiều, thưa anh. Dạ vâng, chúng em xin trở lại với biệt động quân Hồ Công Bình ngày hôm nay. Anh có những trận đánh mà nãy giờ kể nghĩa sửa cũng rất là thích, thì chắc chắn là quý vị khán thính giả cũng như là các em hậu duệ đang xem chương trình cũng rất là thích. Thì anh có thể anh tiếp tục anh kể thêm một hai trận, cái trận đánh trên đường. Em nhớ là anh có đánh trận ở Lào đó, ở Campuchia phải không anh? Dạ, Campuchia. Dạ. Thưa cô Phương Hồng Quế với là Trang Thanh Lan, nó như thế này: năm 1970, cái mặt trận Campuchia nó gọi là được khởi động, là khởi động trên cái chiến dịch gọi là toàn thắng 42 do Trung tướng Đỗ Cao Trí đã đề ra. Và biệt động quân của tôi là coi như là cái thành phần mà nó gọi là chủ chốt, là gồm có cái chiến đoàn 5 biệt động quân và cái chiến đoàn 3 biệt động quân, cũng do với lữ đoàn 3 kỵ binh của lúc đó là đại tá Trần Quang Khôi. Thì phải nói rằng cái mặt trận của Campuchia là tụi tôi đã hành quân từ năm 1969, từ mặt khu Ba Thu đổ qua đến Kampong Traffic, mà nó đây giáp với là Kiến Phong với Kiến Tường. Và lúc đầu đó thì coi như là những cái cuộc hành quân đó là tụi tôi phải nói rằng là cái yếu tố bất ngờ, và chúng tôi đã đột kích vào tất cả những cái hậu cần của Cộng sản, nó nằm dọc theo cái mặt khu Ba Thu, mà đó về sau và đó là những nơi mà Cộng quân đã là làm lấy cái hành lang xâm nhập vào Long An, Hậu Nghĩa, rồi đi vào Hóc, từ đó đi vào Hóc Môn, vào Bình Chánh để mà mở những cái mặt trận Mậu Thân, năm Mậu Thân. Thì đó, chúng tôi bây giờ đã đánh họ giãn ra, và bây giờ tụi tôi bắt đầu đi qua bên đó để tảo thành họ và đánh vào cái cục ER của Việt Cộng, đó là mặt trận giải phóng miền Nam ở trong đó. Thì những cái cuộc hành quân ban đầu của chúng tôi là đạt rất cái kết quả rất là khả quan. Tại vì do những cái yếu tố bất ngờ, nhất là tụi tôi đã thu được về một số về quân trang, quân dụng và súng ống và máy móc truyền tin, và ngay cả những máy may gạo ghiết của họ rất là nhiều. Và sau này bắt đầu đến năm 1970 thì chúng tôi đã đụng đến ba công trường của họ năm 79, và họ đã tập trung lại và để đánh với chúng tôi. Đó, khi đó là cái tụi tôi đi được những cái năm đầu tiên, năm 70 đó, thì tôi đi với từ cái bắt đầu mà cái quốc lộ 22B mà từ Tây Ninh đi qua mà Mộc Bài đó, qua Gò Dầu đi vô Mộc Bài để đi qua Chapo, thấy không, rồi đi qua Xoài Riêng, rồi đi qua Braven, rồi tới Campuchia, để mà rồi từ đó băng sông Mekong qua tới Phnom Penh. Đó là tụi tôi hành quân đầu tiên, cái năm đầu tiên đi hết. Là tôi cũng nhớ đó là tụi tôi đã đi giải tỏa ở Praso, là lúc đó miên nó cáp dùn, là tất nhiên là cắt cổ dân Việt Nam ở đó. Và những cái đơn vị của tôi qua đã đưa họ về. Và cũng đưa dân Việt Nam của mình về định cư tại một số ở Củ Chi. Và sau này tụi tôi trở về nghỉ một tháng sau là tụi tôi lại tiếp tục qua, nhưng mà lại con đường khác, là con đường này từ ở Tây Ninh, đi từ Tây Ninh là bắt đầu đi từ Mỏ Công, Trại Bí, qua Thiện Ngôn, qua cửa Sa Mát, đi lên Crack, rồi bắt đầu đi lên tới, bắt đầu rồi tụi tôi mở cái mặt trận đi vào Đầm Bè,
cô nghe đây cái danh Đầm Be rồi, vậy vậy Đầm Be, Đầm Be đó, cái bài mà Sạc Ly đó, bài nó Đầm Be rồi đó, đó có đó là Đầm Be đó, D-A-M-B-E gọi là Đầm Be. Nó có cái lời thứ nhì đó, là lời cái thứ nhì đó, là lời thứ nhì Trần Thiên Thanh đặt có. Tôi trong đời tôi rất là thương, lúc đó ông tiểu đoàn trưởng tôi, ông khóa 17 Võ Bị Đà Lạt, tôi rất là thương ông, tại vì những cái huy chương của tôi, ông đã đặt cái sự tín nhiệm của tôi vào cái chức vị đại đội trưởng, mà ông đã đặt tôi vào đó, mà lúc đó là phải nói rằng với cái cấp bậc của tôi là chưa được nắm cái chức vụ đó, nhưng mà ông cho tôi nắm. Mà cô phải biết rằng lúc đầu là xử lý thường vụ, rồi đến quyền là có chữ cu ở trước đó, thì tôi là chữ cu thôi, là quyền thôi, quyền. Rồi đến khi tôi lên trung úy rồi tôi cắt cu, là cắt cái chữ cu ở đó, là lúc đó là tôi còn mới là đại đội trưởng chính thức, và tôi lúc đó đại đội trưởng chính thức. Rồi lúc đó cô biết tôi đang đi hành quân vào cái lúc mà ông trung tướng Đỗ Cơ Trí chưa chết đó, cái mặt trận đó đó, thì sẽ cái lữ đoàn của ba kỵ binh của ông đại tá Khôi và cái liên đoàn 5 về động quân của chúng tôi đó, tôi đi với cái chiếc đoàn 15 đó, là mở cái mặt trận đi lên tới Slong, vượt sông Mekong để lên tới Kache, lên tới cái vùng 3 mà nó giáp ranh vùng 2 quân khu 2 đó với quân khu 3 của mình và Campuchia ở đó, là để cắt đứt tất cả cái hệ thống của cộng sản ở đó. Ý đồ của cái ý định, cái mà chiến lược của trung tướng Đỗ Cao Trí là như vậy, nhưng mà hầu như Mỹ nó không bằng lòng. Thì khi mà tụi tôi đi vào trong Đầm Be đó, bắt đầu nằm ở trong Đầm Be cả một lữ đoàn đó, thì tôi được lệnh, tôi là đại đội, thì tôi tùng thiết là đi theo thiết giáp, bẻ bảo vệ thiết giáp. Cô biết với một cái chi đoàn 215, tôi còn nhớ ông đó là ông thiếu tá Ron, Nguyễn Văn Ron, ông đã mất một mắt, ông vẫn còn tại ngũ để ông chỉ huy cái chi đoàn 215 đó, là như vậy. Thì tôi phải đi ra ngoài cái quốc lộ số 7 để lấy tiếp tế cho cả một lữ đoàn. Mà cô biết một chi đoàn nó đã gần 20 chiến xa, mà những cái chiếc mà 548 là những cái chiếc mà để chở xăng đó, mà một xe như vậy nó chở gần đến 20 cái phi xăng, mà một phi xăng là 200 lít xăng. Tôi trở ra ngoài cái vùng này, ngoài này rồi lấy vào lúc 4-5 giờ chiều, rồi tôi trở vào để Đầm Be. Mà con đường đó là tôi, lúc mà tôi đi ra đó, cô biết là như thế này, trên con đường tôi đi ra đó là xe của tôi đã bị cán, xe mà đó đã bị cán mìn. Mà cô biết là cán mìn của Việt Cộng đặt cái gì, thì cái thứ nhất là đứt xích, cái thứ hai là nó cháy rồi lính của tôi bị thương. Cô biết xăng nó đổ, nó lột da ra đó, cô ven nó bà trắng héo cả da như thế này. Nó kêu Trung ơi chết em rồi. Cô biết là tôi cầm nước mắt mà tôi muốn rớt, nhưng mà tôi là một đại đội trưởng mà, nước mắt của tôi chỉ rớt khi tôi còn là chủ úy đầu tiên tôi cầm đó thôi. Nhưng mà sau này nếu mà tôi khóc được, nếu mà tôi khóc thì tôi không còn cái gì để mà tôi chỉ huy được nữa. Tôi phải dằn lại nó, được rồi em cứ đi, anh sẽ tản thương em, không có gì, mà đưa họ đi. Và trên đường tôi đã trở vô, tôi nó không phải là tôi tự hào một cái điều, nhưng tôi, con người của tôi cho đến bây giờ mà còn sống sót được trong 9 năm quân ngũ của tôi là nhờ cái số mạng của tôi, nó chưa chết. Và cái thứ hai nữa là cái trực giác của con người của tôi, nói là tôi đánh hơi thì nó vậy, nhưng mà tôi biết rằng tôi trở vào là thế nào là tôi cũng bị. Có linh tính. Tôi linh tính ngay. Tôi trở vô thế nào cũng bị. Khi mà tôi trở vô ngay cái chỗ mà ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng tôi chết đó, là cái ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng ông chết trong cái trận mà có tôi nữa đó. Ông chết tôi rất là buồn, mà lúc nào tôi cũng phải nói rằng ông nói là, tôi nói là cái chất lính trong người của ông nó còn đậm hơn cả tôi nữa. Mà cho đến con gái của ông bây giờ, gia đình của ông ở bên đó, ông chết mà tôi phải nói là tôi buồn rất là nhiều. Rồi khi tôi chớ mới yêu cầu, tôi mới nói với ông chi đoàn thiếu tá Ron, chi đoàn trưởng đó đó, bây giờ thiếu tá trình với cấp trên, là ông đại tá Khôi đấy, trình với cấp trên cho tôi với thiếu tá, tại bây giờ này tối rồi, bây giờ thiếu tá quay đại đội của tôi còn một đại đội đây với ông, được khoảng 60-70 người đây, tôi quay đại đội với ông, cả gần 30 chiến xa nằm đây, thì cộng sản có đánh tôi cỡ cấp trên tiểu đoàn nó cũng chưa, đêm nay cũng chưa chắc được, để rồi sáng mai 5 giờ sáng mình đi để tạo cái yếu tố bất ngờ. Thì ông chi đoàn trưởng này, ông nghe lệnh, ông nghe lời tôi,
ông mới gọi, nhưng mà trên không chấp nhận. Trên không chấp nhận với lý do như thế này: hãy trở vào, phải trở vào nổi trong đêm nay để sáng ngày mai tụi tôi xuất phát vượt sông đi lên trên kia. Đó là cái chiến lược của họ, chiến lược của cấp trên rồi, thì mình phải chấp nhận đi thôi. Thì ông ta ông mới nói với tôi, mà công chi đoàn trưởng mới nói là Bình, mày cho lính tráng, ông thiếu tá mà, vậy cho lính tráng tất cả ngồi vào trong xe hết, tao mở tốc lực, ngồi vào trong lòng xe, tao hỏi mở hết tốc lực chạy. Mở hết tốc lực chạy coi như là băng rừng. Mà cô biết con đường đó là con đường độc đạo, con đường đó tôi còn nhớ mà, con đường đó là tỉnh lộ 73 mà. Tại vì nó nằm trong đầu tôi, ông thiếu tá tiểu ông trưởng đó tới chết. Rồi ngay cả cô con gái ở Việt Nam nói là muốn tới cái vùng chiến trường đó để coi lại cái chỗ ba mình chết, cái chùa đó mà cho đến bây giờ cái địa danh đó vẫn gọi là chùa ông Sanh. Chùa ông Sanh mà của ông tiểu ông trưởng tôi chết đó, như vậy có tìm được không thưa anh? Không, không, cố nói vì cái tình hình chưa cho phép của để cô đi nữa, là không phải tìm xác đem về rồi, xác đem về rồi, nhưng mà muốn tới nơi để coi cha mình chết như thế nào. Tại vì khi ông chết, ông ta, tôi hơi dài dòng thì ông chết là có tôi mà, tôi bò lên, tại vì bộ chỉ huy tiểu đoàn lúc đó im lặng vô tuyến, tôi bò lên thì lúc đó tôi im lặng vô tuyến, tôi bò lên là ông đã bị B-40 nát mặt rồi. Thật là mà ông tiểu đoàn trưởng tôi, ông rất là hào hùng, tại vì cái tiểu đoàn của tôi đó mà đi, lẽ ra đó ông tiểu đoàn trưởng ông đi với thiết giáp, ông không đi. Ông không đi thiết giáp, ông để cho ông tiểu đoàn phó đi với hai đại đội đi với thiết giáp, còn ông đi như cái cánh của hai đại đội với ông, và trong đó tôi đi với ông, ông tín nhiệm ông đi với ông. Mà tức đêm là ông đó, thương đồng đó, đội, tình ông, đồng đội đó, ông, cái chất ông, lính trong đó, ông chất lính ở trong rất bởi là vậy nhiều. Thì ông nằm với tôi ở trong đó với ông, nó khổ ở cái chỗ ông chết, mà tôi nói lúc đó mà xe thiết giáp mới cho ông tới, tôi phải đứng chào tiễn biệt ông, đưa về chỗ ông đại tá Khôi rồi đem về rồi mới chôn ông đó. Thì đó, bây giờ tôi mới kể tiếp đó, là khi mà bắt đầu tôi vô để trên xe chạy xong mười coi như 20 phút sau là tôi lọt ổ phục kích của Việt Cộng rồi. Cô biết một cái đoạn đường mà có thể nó bắn sáng ngời cả một cái góc trời, cô biết một xe thiết giáp nó chở 20 phi xăng, mà một xe phi xăng như vậy 200 lít nó cháy, cô biết là xăng nó cháy như thế nào. Chiếc xe thiết giáp của tôi với ông chi đoàn trưởng rớt xuống cái hố bom B-52, xe M-100 mà rớt xuống cái hố bom B-52 là cô biết như thế nào rồi chứ. Nó cứ sao quay lên không được, tôi mới nói ông thiếu tá nhảy lên xe khác để chỉ huy, chứ bây giờ ngồi trên này là nó bắn. Tôi vừa nói dứt là bùm, cái xe của tôi cháy, tôi văng ra ngoài. Hai binh sĩ truyền tin tôi chết trong xe, ông chi đoàn trưởng tôi chết trong xe luôn. Tôi chạy tiếp lên ba chiếc, tôi chạy tiếp. Nó cho cái đoàn xe của tôi đó, cái hai trung đội đầu của tôi đi với là ông đại đội phó đi trên đó, chạy lên trên rồi. Tôi nhảy tiếp lên hai chiếc, thì tôi nhảy lên chiếc nào chiếc đó nổ. Lúc đó tôi không biết cái gì nữa hết. Hầu như là họ không bắn trúng tôi một viên đạn nào cả. Tôi hình như là có người độ với tôi, có Phật Bà độ tôi ở sau đó tôi chạy. Tôi chạy lên, sau đó tôi mới tiếp được với là cái đơn vị của tôi. Trong lúc đó máy của tôi là nó cháy ở trong xe rồi. Trên tiểu đoàn, trên lữ đoàn gọi tôi. Trên lữ đoàn gọi thì chỉ nói tôi coi như họ nói là Lữ Bình chết rồi, coi như là tôi coi như chết rồi. Đó là cái đầu, đó là tôi nhớ nhất trong cuộc đời của tôi là cái trận ở Campuchia. Đó nghe mới thấy những đó là tôi coi như là tôi bị thương đó. Thì cô có thấy tôi chỉ trong gan tấc để là cái sinh mạng, tức là cái sinh mạng, cái mạng của anh lớn đó, mạng của tôi quá lớn đó, là ở cái chứ không, cái trận đó chắc là tiêu luôn, nó tiêu luôn. Tôi thiệt hại, coi như là tôi thiệt hại phân nửa quân số của đại đội tôi. Ông chi đoàn trưởng chết mà cho đến bây giờ cái bài, những cái bài tôi nhiều khi tôi nha, bây giờ mình thấy là thôi bây giờ mình cứ nói, nhưng mà cái đó là cái chiến lược của cấp trên thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi. Thì cô biết đi, khi mà đi vào trong đó rồi, cô biết xảy ra gì nữa không? Ông Trí chết rồi, cô biết không, tất cả những cái kế hoạch đó đều phải ngưng lại, rút lại hết. Ông tướng Minh lên thay để rút trở ra, cô biết rút trở ra, cô biết tụi tôi nghe là nó đã ba sư đoàn nó đánh tôi. Cô biết không, ba sư đoàn nó sáng nay, sư đoàn 5 nó sư đoàn 7 nó đánh tôi, sư đoàn 5 nó cắt, cô thấy không?
nó cắt đứt, nó chặn hậu. Lúc đó cái liên đoàn ba bị đồng quân ở bên này đánh vào, nhưng mà cô thấy không mở ra được. Rồi B-52 nó phải dội rồi từng tiểu đoàn lên, cô biết từng tiểu đoàn lên một, đánh lên tới đây nằm lại ở đó giữ, rồi tiểu đoàn khác nó cứ đánh như cuốn chiếu đánh lên. Cô biết lúc mà ra rồi cái đơn vị của cô biết là tại vì họ biết rằng trên đoạn đường đó mình sẽ rút ra, và con đường đó là con đường độc đạo, họ đã chọn lựa cái trận địa để mà đánh mình rồi. Trời, anh kể chuyện hào hứng chắc phải mời anh lên hai kỳ quá, tại vì chuyện đánh giặc quá hấp dẫn. Mình nghe mình không có muốn cắt nữa. Có thể là bữa nay tại anh nói hay quá cho nên khán giả ít có gọi vô, chắc là ngồi đang nghe những trận đánh của anh rất là oai. Rồi sau khi anh đi tù, sau khi anh đi tù về, anh đi tù bao nhiêu năm á? Dạ tôi 10 năm tù với lại 2 năm đi vượt biên nữa là tổng cộng 12 năm. 12 năm tù. Tức là tù cộng sản là 10 năm. Dạ tù cộng sản là 10 năm rồi. Đi về nữa, đi vượt biên nữa 2 năm nữa, mình đi nhờ nhiều chỗ quá, tại vì mình biết là mình về mình sống không được rồi. Mình về là thế nào nó cô mình với là cái thứ mà tụi tôi là nó nói là nhưng mà có được một cái như thế này nè, nó đối với tụi tôi cũng giống như tất cả mọi sĩ quan khác vậy thôi. Họ biết rằng tụi tôi chỉ có lính trong tay thì mới làm việc được. Chứ còn không lính trong tay thì đâu có làm gì. Có mấy ông cảnh sát thì còn mật báo viên thế này thế kia, còn đối với tôi thì nó không vậy. Xin phép anh có lời chia sẻ của chị Khanh gọi từ Atlanta. Chị yêu cầu hai cô hát bài Người Yêu Của Lính. Hai cô hôm nay đẹp lắm, em cảm ơn chị Khanh rất là nhiều. Chắc mình không có thời gian. Dạ chắc em hẹn lại chị tuần sau, hôm nay em hát nguyên bài. Dạ, chưa, bây giờ hôm nay là anh Bình anh nói những trận đánh ảnh quá hấp dẫn luôn, tụi em cũng quên nói chuyện luôn. Tụi em cũng xin lỗi chị Khanh. Dạ, kỳ tới thì tụi em sẽ hát cái bài Người Yêu Của Lính để tặng chị Khanh. Kỳ rồi cũng có hát rồi ha. Thì có hát cái bài hình như là chị là... Khanh muốn mình hát hết bài đó. Ồ hết bài thì tuần sau chắc tụi em hát đó thưa chị. Dạ vâng. Thì trở lại với anh Bình, em biết là anh trở khi mà anh sang mình anh sinh hoạt rất là nhiều với lại các cộng đồng hội đoàn lính rất là nhiều. Như là kỳ rồi đại hội cảm ơn anh, Thương Quý Binh cũng có mặt của anh, tất cả những cái buổi đại hội nào cũng có anh rất là tích cực. Vì anh đúng là cái chất của một người lính, khi mà anh kể thì văn vắt từ một địa danh nào anh cũng không quên được. Anh thuộc rất là lâu và anh những cái bài viết của anh em đọc được ở trên internet, các diễn đàn rất là hay thưa anh, và kể chuyện đời lính say mê. Em thích nhất là cái bài KBC 4100 4100 phải không anh? Những người bạn thân, những thằng bạn thân về KBC 4100. Một cái lời chia sẻ nữa nè. Dạ xin phép anh, chị Trang gọi từ Connecticut đang xem chương trình Tiếng Hậu Phương. Hay quá, Trang Thanh Lan và Phương Quế hôm nay nhìn rất xinh. Cảm ơn chị. Gia đình chị rất siêng năng theo dõi chương trình và rất mê tiếng hát Hậu Phương. Chị cũng là vợ lính và hôm nay là sinh nhật của chị Trang. Mến xin hay chị hát bài Đèn Khuya của Lam Phương. Chắc là hẹn nữa. Chị ơi, happy birthday đi. Không, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday chị Trang. Chắc là một câu nha. Một câu để tặng chị tại vì chị sinh nhật đặc biệt. Không biết đêm nay vì sao buồn, vì trời mưa hay bão trong tim, đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm đâu những phút vui ngày âu thơ. Sẽ hát bà nguyên một bài để tặng chị, vì trong đây nhân mùa lễ mẹ, mùa Vu Lan thì bài hát này cũng nói về mẹ rất là hay của nhạc sĩ Lam Phương. Thì chúng em sẽ hát bài hát này Phương Quế Sáng trong những kỳ tới thưa chị. Thì bây giờ chúng ta cũng không còn giờ nữa, thì chắc chắn là mình hát một bài hát để mà tạm biệt quý vị khán thính giả. Nhưng mà rất là ngắn gọn thưa anh, em có một cái câu hỏi cuối cùng là anh có nhắn gửi gì cho thế hệ sau này của hậu duệ của anh hay không thưa anh? Thưa cô, ở đây thì tất cả những cái thế hệ mà cả bên nhà tiểu quân lục chiến cũng có, bên dù cũng có những cái hậu duệ, và tất cả những cái đơn vị cũng đều có những cái hậu duệ của họ, để hậu duệ của mình. Cái hậu duệ đó để họ biết rằng đó là mình do đâu mà ra, và cái cuộc chiến tranh của Việt Nam nó như thế nào.
Và để từ đó họ nhận thức rằng là bây giờ những cái cha ông mình đã hy sinh cả một cái quãng đời như vậy để phục vụ cho một cái chính nghĩa, và mình đã có mặt ngày hôm nay là cũng nhờ vì cái chính nghĩa đó để mà có. Thì và cũng mong rằng cái hậu vệ đó sống tiếp nối mà cái truyền thống của chúng tôi là lúc nào cũng ba chữ: Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, để mình hướng về cái quê hương của mình và làm sao để cho đất nước của mình lúc nào cũng trong đó cũng có những cái thân nhân của mình và những đồng hương của mình và những người Việt của mình, và con người Việt của mình nó có cái tự do, dân chủ và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Bây giờ bài cuối cùng mình hát bài, hồi nãy chúng em hát tập với anh bài Tình Anh Lính Chiến, cũng để theo lời yêu cầu của anh Bình. Thì hôm nay là cũng như thường lệ chúng em kết một cái chương trình bằng một bài hát. Thì em mời quý khán giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nghe bài hát Tình Anh Lính Chiến của nhạc sĩ Lạc Phương. Tam ca. Dạ. Dạ, Tam ca. Cành trăng lên lều vải, lòng đất ấm thương tình đôi mới, thương những người mạch sống đơn côi đi tìm một cuộc đời cho lòng vui nét phong xưa. Anh chiến trường tôi nơi hậu tuyến, đời lính chiến xuôi gặp nhau đây, đôi đứa mình còn mỗi đêm nay nói gì cả niềm thương để rồi mãi ta lên đường. Rồi ngày mai ra đi chốn biên thủy anh xa chi giang nguyên, có bao giờ anh nhớ chăng đêm nào nằm gần nhau hôn say mong ước mai sau. Mai nếu đời ngàn chia ngàn lối, quên nhé những ngày bên nhau. Đêm cuối cùng buồn quá anh ơi, nói gì càng niềm thương hoa lòng trái nơi xa chia. Đêm cuối cùng buồn lắm anh ơi, nỗi giờ tình ngàn phương hoa lòng trái nơi xa chia. Vâng, mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả, thưa anh. Xin kính chào các niên trưởng, huynh trưởng và các chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như các khán thính giả của Hồn Việt TV. Hôm nay tôi cũng đã được lên trên này để nói lên những cái cảm nghĩ của mình, cũng giống như là cái cuộc đời chinh chiến của chúng ta, của riêng bản thân tôi, cũng giống như là tất cả của các anh chiến sĩ, các chiến hữu của tôi đã nằm xuống hoặc là vẫn còn sống, để mình hồi tưởng lại những cái cuộc đời của mình qua cái chương trình của Tiếng Hát Hậu Phương do Phương Hồng Quế đã, quý vị khán giả đã lắng nghe. Dạ, chúng em cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Dạ, mời anh. Đã bỏ thời giờ đến với chương trình, cũng như là trong một tiếng đồng hồ em nghĩ là không đủ để anh kể lại những trận đánh oai hùng của anh. Thì chắc trong tương lai là chúng em sẽ mời anh trở lại một lần nữa để anh kể hết những cái trận đánh mà anh đã dự trong 9 năm, 10 năm anh đi lính. Cảm ơn anh rất nhiều. Và chúng ta là tới giờ chia tay rồi, thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, anh Bình cũng như là Nghĩa Sửa, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và những lời chia sẻ rất là dễ thương. Chúng ta chia tay ở đây, hẹn tuần sau cũng vào giờ này. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài thi.